Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật được các cái thông tin mới nhất về các video đồ gỗ. Và hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc về một cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng nữa là bát biểu, hay còn gọi là bát biểu. Các cái đồ thờ cúng này xưa nay chúng ta thường thấy ở đình chùa cũng như là miếu mạo. Và đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Bắc Giang. Chúng tôi làm bộ bát biểu bằng gỗ mita. Bộ bát biểu này gồm có hai biển và 8 bảng, tổng cộng là 10, và được đặt trên hai giá rồng. Theo như luật xưa thì biển là chúng tôi chạm tĩnh túc hồi tị. Thì như luật xưa thì hồi tị là tránh đi. Và biển này là do vua ban mới được dùng. Thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản là khi các cụ nhà mình là quan thì đi theo hầu thì phải vác theo cái biển đi trước. Và được dịch ra là như tĩnh túc thì chúng tôi dịch là yên lặng, mà hồi tị thì là tránh đường. Ý đại của người dân thì thấy là im lặng và nhường đường cho các quan đi. Và biết thêm về luật, hồi tị rất nhân văn và có tầm quản lý hành chính, quản lý nhân sự rất là sâu sắc. Chúng tôi đã nhận được một đơn đặt hàng khủng của nhà thờ Bắc Giang. Đó là bộ bát biểu bằng gỗ mita 100%. Chúng tôi đục tay, và trên mình các bạn đang xem đây là chúng tôi đã dựng xong bộ bát biểu và ba cỗ ngai thờ cho khách hàng ở Bắc Giang. Và bộ bát biểu này chúng tôi làm kích thước là cao 2m20, chiều dài là 2m17. Trên màn hình quý vị đang xem đây, mai tôi sẽ quay rất là chi tiết cho quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Thì toàn bộ phần đế là chúng tôi làm dày 5 phân. Cột rồng chúng tôi cũng làm dày 5 phân và dài tổng thể phố bì là 2m20. Các cái bảng đây là chúng tôi làm kích thước là 32 x 42 và dày 5 phân. Bên trên có gắn thẻ bài. Thì như quý vị cũng được biết, bộ bát biểu là 8 cái vật quý, một trong những cái mô típ trang trí ở các cơ sở thờ tự người Trung Hoa mà được truyền vào Việt Nam từ khoảng giữa thế kỷ 17. Và đó là nơi thể hiện hình tượng bát biểu Việt Nam là chùa Bút Tháp, tên chữ là Ninh Phúc Tự, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Nhưng phải đến thời Nguyễn thì hình tượng bát biểu mới được thể hiện nhiều ở các cái cơ sở thờ tự trong dân gian, đặc biệt là ở các đình làng, cung đình, và bây giờ đã lan rộng đến các cái nhà thờ tư gia. Trên mình các bạn đang xem, đây là 8 bảng và 2 biển chạm tĩnh túc hồi tị. Tùy theo các phong tục ở các nơi thì mỗi nơi lại có một cái nét thờ tự riêng. Có nơi thì thờ cự là cầm kỳ thi họa, đàn ca sáo nhị. Có nơi thì thờ là bình rượu, túi thơ, đàn tỳ bà, tiêu sáo, rồi là cuốn thư, sách, kiếm, bút. Bộ bát biểu này có cái tượng trưng là thờ bên quan văn, còn nếu là bên quan võ thì chúng ta có thể thờ bộ chấp kích. Chấp kích cũng là 8 món binh khí: chùy, mâu, mác, long đao, thương, búa, kiếm. Rất nhiều, quý khách có thể tham khảo. Rồi hôm nay chúng tôi giới thiệu phần mộc của bộ bát biểu gồm hai giá và 10 bảng, thì có 8 bảng và 2 biển. Biển thì chúng tôi chạm là tĩnh túc hồi tị. Chúng tôi sẽ quay sát lại cái đầu rồng. Chúng tôi chạm kỹ thủ công 100% bằng tay, không can thiệp máy. Quý khách có nhu cầu đặt bát biểu hoặc chớp kích, quý khách có thể liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 2266 84.
Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nhận thi công các cái đồ thờ cúng mới và cũng nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng tại các ngôi đình, chùa lâu năm. Và chúng tôi quay mộc xong thì chỉ vài hôm nữa là chúng tôi sẽ sơn son thép vàng cái bộ đồ thờ cúng này. Sau khi lên thì sẽ rất là đẹp. Chúng tôi cũng giới thiệu luôn là tùy theo các cái nơi thờ cúng thờ tự khác nhau thì chúng ta có thể điêu khắc cái bảng biển này khác nhau. Nếu như thờ về Thánh Mẫu thì chúng ta có thể chạm là Mẫu Nghi Thiên Hạ. Còn thờ về Nho giáo, Đạo giáo cũng như là Phật giáo thì chúng ta có thể thay các cái bảng bên trong. Đó là tùy theo sở thích của từng người. Túi rượu, bầu rượu, túi thơ, đàn ca sáo nhị, đủ 8 bảng. Sách, bút, kiếm rất nhiều. Quý khách có thể tùy chọn thay đổi các cái bảng biển bên trong. Nhưng về đến 99% là chúng tôi chạm biển Tịnh Túc Hồi Tị theo như các cụ ngày xưa để lại. Chúng tôi xin nhắc lại là bộ bát biểu này có kích thước là cao 2,2 m, chiều dài phủ bì cũng là 2,2 m và chiều dày là chúng tôi làm 5 phân tất cả phần cán. Bộ chớp kích thì hay còn gọi là bộ lỗ bộ. Chúng tôi cũng giới thiệu qua. Đàn thì là vật biểu thị cho thú vui tao nhã của nhà nho. Và khánh thì biểu tượng cho sự giàu có thịnh vượng. Bộ bát biểu ở một số văn miếu thì có lãng hoa, ô trám, sáo, tù và bầu rượu. Rất nhiều. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các đồ thờ cúng bằng gỗ mita như ngai thờ, khám thờ, tượng thờ. Và toàn bộ bộ bát biểu này chúng tôi chạm hai mặt như nhau. Chúng tôi dựng nghiêng thì quý khách có thể xem được liền một lúc là hai mặt. Chúng tôi chạm rất là kỹ từ đầu hổ phù đến các cái bảng bên trong. Quý khách có thể theo dõi kỹ. Và sau khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại video clip báo cáo với khách hàng đã đặt hàng cũng như là khách hàng trên toàn quốc. Quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách từng các cái bộ sản phẩm một. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa hai dàn bát biểu của chúng tôi được làm bằng chất liệu gỗ mita, và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 1 đồ gỗ Yên Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Enline ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách muốn biết chi tiết hơn về bộ sản phẩm này, quý khách có thể gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.